Trời ơi, lâu quá không gặp ông ngoài Tâm gì hết rồi nè. Dạ, mùa Covid và chúng ta nên cách ly nhau. Mùa Covid nó giúp cho chúng những người ở gần cách xa nhau, còn những người ở xa thì lại được ở gần nhau. Ok, bye, bye nha. Bye, bye. Mẹ cho chồng đông mẹ hả mẹ? Chồng yếu mẹ già. Chồng yếu vậy, mẹ già. Mẹ già chồng đông đó mình luôn. Các bạn ơi, các bạn à, cho thơ biểu diễn mình thơ đi. Ôi, chưa xong thấy các bạn có thấy là hôm nay tắm technical cà lò su cu như con phèo phẻo á, phèo phẻo phèo phèo phổi. Trời ơi ác dễ sợ luôn, chẳng hạn bà tắt luôn đi, bà mở ra làm chi cho tôi nghe được vài câu rồi bà tắt hà. Chào các bạn, hôm nay chị Linh, chào các bạn. Chị Linh chở Tám đi đâu các bạn biết không? Bà biết bà chở tôi đi đâu mà Linh? Đi Đông Phinh hả? Đi Đông Phinh quay Đông Phinh mà mặc đồ gì đi lên truyền hình. Đúng rồi, đi lên tàng hình. Biết xong các bạn, lâu quá Tám không được sửa soạn để mà quay hình, quay đồ, đi hát nè, đi chơi nè, đi lên tình hình này kia, lâu quá không có được sửa soạn, lâu lắm rồi mới được sửa soạn để mà đi quay, đi đồ nè. Bây giờ thôi, cởi mắt kiến ra đi. Để mắt kiến vô thì nó về con mắt nó không có bị chói, nhưng mà thôi cái mắt kiến này nó khác với mắt kiến kia. Mắt kiến này nó bị giống như là cái dạ quang nó chiếu nè, các bạn coi thôi. Bà nhìn lén người ta thì được. Mình nhìn ta, ta không thấy mình nha các bạn. Thôi nhưng mà hôm nay làm mua sân đỏ, mặc áo đỏ, cho nên không đâu mất kiến, để kệ cho nó chói mắt một chút, nói chuyện với bạn chút xíu thôi, từ nhà cho đến cái đài SBTN. Hôm nay chị Gián Ngọc chỉ kêu Tám lên đài với chị. Thì cái đài của chị Vắng Ngọc thì Tám cũng lên thường lắm. Có một lần Tám mới đầu tiên mà có coi cái clip mà tôi chỗ lúc đó còn nhát ha. Lúc đó đó các ngồi bạn mà điệu. Mà lúc đó điệu mà sao biết sao rồi. Bây giờ vẫn còn điệu nhưng mà nó điệu kiểu khác. Hồi xưa là điệu kiểu nhát, còn bây giờ là điệu kiểu dạng dĩ hơn, coi như là gan lì hơn là hồi đó xưa. Là chảy nước phải không? Hồi xưa là nấu cơm mà chưa có vắt nước. Cho nên là hơi nhão. Còn bây giờ dắt nhưng mà dắt chưa tới, dắt cái chưa có đủ. Cuối cùng cũng vẫn còn nhão nhưng mà cái kiểu khác các bạn không? Thì là cái đợt đó nhớ trụ công nhận ha. Mặc cái đầm giả hội nha. Trụ xong rồi cứ ngồi, ai hỏi gì nói nấy à. Không dám nói gì nhiều hết trơn ha. Lúc đó làm sao tao tôi quên rồi, tôi chưa có coi lại nhưng mà tôi nhớ, không dám coi luôn á. Bà lên bà cười. Lúc đó tôi không dám coi luôn á. Mà hỏi cái gì cũng nói. Dạ, không dám coi lại. Không dám coi lại luôn. Bây giờ thì không dám coi lại, thấy ghê quá, không dám coi lại. Để cho khán giả được biết về cái cuộc tình thật là đẹp đó của Cam Thơ. Vâng, nhắc đến là cuộc tình thì năm cũng là năm 91. Trước khi thi tiếng hát truyền hình thì Cam Thơ gặp ảnh. Ảnh là ai? Ảnh cũng đàn. Ảnh cũng đàn. Làm nhạc công, ảnh đàn. Và cũng tình cờ cái lúc Cam Thơ vô thi thì ảnh cũng đàn luôn. Đàn cho Thơ hát luôn.
cho thơ thi luôn. Ok, ok. Đó, xong rồi cái đặt giải cái tự nhiên cái quen, đi theo luôn. Quen luôn cái xong cái mấy xong năm sau cái lấy luôn. À, ok. Nhưng mà nãy giờ nói ảnh không? Ảnh là ai? Dạ, ảnh là nhạc sĩ Lê Quang mà quý vị cũng biết là sáng tác những bài hát như là Đi Về Nơi Xa, Chuyện Thường Tình Thế Thôi, Lạc Mất Em. Khi mà mình nói tới những sáng tác của anh Lê Quang thì cũng có rất nhiều những khán giả đã biết đến khá nhiều rồi. Và những nhạc phẩm đó có lẽ là tới giờ phút này vẫn được các bạn trẻ hát đến. Thì nói chung là lên của chị Ngọc cũng vài lần. Từ lúc mới qua Mỹ tới bây giờ chắc lên cũng phải 5-7 lần rồi đó. 5-7 lần rồi, nhiều lắm. Thì kỳ này lại trở lại, chị mới kêu trở lại. Cho nên là lâu quá không có được sửa soạn. Bữa nay đánh cái show đổi chót luôn các bạn. Ra CD tiếp hay sao? Không có ra CD, không có ra CD đâu. Không biết lên nói cái gì nữa thì kệ. Bây giờ đâu có sợ nữa hồi xưa. Trời ơi, ai kêu lên đài sợ dữ lắm. Trời chết rồi, biết nói gì. Trời ơi, chị hỏi Ngọc hả bà? Trời ơi, họ hỏi gì hỏi trước thì em đi. Trời ơi, để em biết em chuẩn bị câu trả lời. Chứ người ta đâu chịu, người nói không. Lên tôi nói là muốn hỏi gì hỏi. Bây giờ là ai kêu lên, ok lên, không cần hỏi gì hết trơn á. Có khi chị Ngọc chỉ hỏi có một câu, tôi trả lời 10 câu luôn á. Không biết sao mà nó thay đổi gì vậy các bạn. Nó cũng không hiểu tại sao nữa. Mới ăn cục chấm, mới ăn chúng nhầm cái gì cũng biết nữa. Bà lên truyền hình ngon mà sao bà xịt nửa chai nước hoa vậy? Đâu, lúc nào tôi cũng xịt như vậy hả? Ai bà nghe thơm hả? Ừ. Bình thường á, không có xịt nước hoa nhiều, quên hoài. Tự nhiên sửa soạn này kia lên thì tự nhiên cái mình thích, mình nhớ tới chỗ xịt nước hoa. Chắc người ngoài ngộ ghê luôn. Coi tivi chắc cũng khỏi luôn. Không phải, tại cái nước hoa này nó thơm. Nó thơm, nó một cái chai nhỏ thôi nhưng mà nó rất là thơm. Tám thích nhất là xức những cái chai mà nhỏ nhỏ. Bây giờ là trên đường đi tới đài SBTN nha các bạn. Nhưng mà Tám chỉ quay behind the scene thôi. Giống như mà Linh mà đi với Tám thì những cái ngoài lề á thì mình quay cho các bạn coi như vô cái đài như thế nào, người ta làm việc ra sao. Mùa này thì chắc cũng ít người làm mà cách ra chứ đâu có mà đứng gần nhau được. Thì chỉ quay sơ, không biết cái gì, quay cái gì mà thì để cho bà Linh bà tự xử. Tám thì chỉ nhiệm vụ của Tám hôm nay là Tám vô đài, Tám sửa soạn chuẩn bị để mà quay lên đài mà không biết nói gì. Trời ơi, 1, 2, 3, đâu có cần người đứng đếm 1, 2, 3 thôi nè. Nhưng mà cái lúc mà quay chắc là không có quay được. Lúc mà bắt đầu đài người ta quay là Linh sẽ tắt máy, không có quay cái nội dung ở trong chương trình. Tại vì đài người ta chưa có phát mà mình đâu có quay được với cái bản quyền của người ta á, cho nên chắc mình không quay được đâu. Thì tùy bà Linh, bà quay cái gì thì Tám có được cái gì thì Tám edit cái đó vô cho các bạn coi thôi. Linh lâu ngày quá không gặp, khỏe không Linh? Dạo này có gì mới không Linh? Lấy chồng cho Linh. Có cái chị mà hay tặng đồ của tôi cho tôi ở New Jersey mà nhớ không? Chị nói là nói Linh đi, kêu Linh đi, Linh là có người yêu đi, chị sẽ tặng cho Linh một món quà rất là đặc biệt. Mới sáng chị nói tôi nè. Ừ. Để tôi vô chuyển chị lời tặng chồng luôn cho rồi, tặng một trời ơi, chồng đâu ra rồi cho chị tặng. Biệt. Chị cũng đang độc thân mà chị còn chưa có lấy đâu tặng cho bà. Đang đi vô một đường hầm. Các bạn biết sao không? Hồi đó Tám không biết tại sao cái son màu đỏ Tám không bao giờ Tám xài á. Tám chỉ thích son màu hồng cánh sen thôi. Son màu đỏ Tám không có bao giờ mà Tám hợp hết á. Cái mặt của Tám á, mỗi lần đánh son màu đỏ lên không có đẹp. Không có thích, không biết tại sao nữa. Tôi đánh son đỏ là trừ khi tôi mặc áo đỏ. Từ khi Tám mặc áo đỏ, Tám phải đánh màu son màu đỏ luôn. Chứ ví dụ như hỏi các bạn mặc áo màu cam, cái đánh son màu đỏ cũng đâu được. Mà ví dụ mặc áo màu đỏ mà đánh son màu hồng, nó kỳ lắm. Cái nhìn nó không có được. Mà nhưng mà bây giờ Tám thấy Tám đánh cái son màu đỏ nó đỡ hơn ngày xưa. Không biết tại sao. Kỳ này đánh lên thấy đỡ hơn ngày xưa. Mà cái son màu đỏ này là của một người bạn ở bên Canada tặng cho Tám. Cái son trong một cái cây nè, nó có cái một cái nó có một cái cây rút ra giống như là
mascara vậy đó, nhưng mà là cái son, cái nó đánh lên nó đỏ lắm, màu nó đậm, nó tươi lắm. Tặng tới mấy cây lận, cây son màu hồng bánh sen, rồi cây màu đỏ, rồi sau đó cái tặng thêm hai cây vậy nữa, một cây mà tắm xài đâu có hết, tắm xài chưa hết vẫn còn, cho nên lâu lâu mà có đi đâu mà mặc đồ màu đỏ thì tắm mới xài cái son màu đỏ này. Còn thường thường là xài hồng cánh sen không à, mặc màu gì cũng xài hồng cánh sen, tắm rất là hợp với hồng cánh sen. Ngoài tắm đi đâu vậy? Ủa? Đi đâu đó? Đi đâu vậy? Đi quay. Mới làm xong hả? Làm gì vậy? Trời ơi, lâu quá không gặp ông ngoài tâm gì hết đây nè. Dạ, mùa Covid và chúng ta nên cách ly nhau. Mùa Covid nó giúp cho chúng những người ở gần cách xa nhau, còn những người ở xa thì lại được ở gần nhau. Ok, bye, bye nha. Bye, bye. Bye. Ôi rồi chị ơi, chị gọi em làm chi chị? Đây là đài SBTN. Bây giờ mình tới rồi, bây giờ mình vô nghe các bạn. Vô Linh, xin mời chị Linh. Hai, vô quay. Nhắn Ngọc mời xin đi ngõ nào em? Hả? Chị nhớ buổi chị vô lần rồi mà chị quên cái đường vô làm sao? À, vô đây. Ờ, nhớ rồi. Ờ, cảm ơn. Để đi em đi sao? Xin mời. Hai em. Dạ, em khỏe, cảm ơn anh. Lâu quá trời. Ôi dạ, cảm ơn. Cụ chỗ này đẹp quá ha. Wow, phim trường đây đẹp chưa? Đây làm cái gì vậy ta? Hình như là băng nhạc hay sao á. À, đúng rồi. Đẹp phải không chị? Khỏe. Chị Đăng Ngọc nè. Hello, hello. Lâu quá trời luôn á. Được sửa soạn rồi, nó lại nè trời ơi. Ơ quên lộn cái gì đó, nôn với sửa nôn. Lâu lắm mới được sửa soạn chị Ngọc đúng không? Chào các bạn của Cam Thơ. Tưởng Cam Thơ, Cam Thơ mặc áo màu cam chứ mặc áo màu đỏ, nhưng mà sách vở cam của cô kê. Ít ra cũng có cái gì chứng minh là cam chứ bộ. Cũng có cam ở trọng. Cái dù cũng có cam, nó ghê. Cái này là bảo đảm đi đường này mới hả chị? Cái này là cái building này mới luôn. Ồ. Nguyên cái building mới hồi xưa nó nằm bên kia. Đúng rồi, mà... cái trước lên là cũ, bây giờ mới ha. Mới hết. Đang làm mấy cái set ở ngoài đó là chơi video đẹp sửa quay. Em thấy có cái sảnh mà có băng nhạc luôn là lâu rồi phải không? Cái sảnh đó là cái phía trước đấy hả? Ờ dạ đúng rồi, cái này cái building là mới hoàn toàn luôn. Ờ. Làm lại hết, nhưng mà đây là những cái set của chương trình. Ở ngoài đó là sắp tới đây là mấy cái chương trình lớn, là quay video này nọ thì ngoài cái chương trình nè. Cái này đẹp chưa? Cái sân khấu mới chuẩn bị mình làm đẹp chưa? Dạo này dịch bệnh cho nên ai cũng phải ở nhà, không có được đi show nè, rồi không được gặp nhau buồn chứ, không? Nhưng mà em cũng đâu có, em cũng chỉ gặp những người thân mà em biết thôi chứ em cũng đâu dám gặp ai nhiều. Đúng rồi, em đâu có gặp ai nhiều đâu, người yêu còn không gặp. Tại nhà là có mẹ nè. Rồi đúng rồi, nhà có mẹ. Mẹ lớn tuổi rồi cũng sợ chứ. Mẹ chơi chồng đông, mẹ chồng yếu, mẹ già chồng yếu vậy, mẹ già chồng đông đó, quên lộn lộn con đông, quên lộn con có một đứa mày đặt đông không, quên là vậy là chồng đông có vợ quên mẹ già chồng yếu con đông nữa. Chị Ngọc đẹp không, mà chiếu cho chị Ngọc coi. Hả, đẹp
mắt đẹp quá trời kìa. Trời ơi, nhìn vẫn muốn đẹp như thường nha. Lâu quá. Không biết dạo này có bị mập ra không, nhưng mà cứ ở nhà rồi cứ nấu ăn rồi cứ ăn rồi. Nhưng mà được cái đâu có mập đâu. Không, chị được cái chị chèo xuồng, chèo dữ lắm, chèo món chèo. Chèo chèo ghe đó, ví dụ như ra mấy cái lết xong rồi cái có mấy cái kayak đó. Ủa vậy hả? Chèo dữ lắm. Trời ơi, sao em biết cái vụ đó ta? Anh Tấn cũng chèo, muốn chèo cho nên đỡ. Chèo cái tay nó mập ra làm sao? Không, nó chắc người mình lại. Ừ, chắc lại nhưng mà mình chắc khỏe là tại vì thứ nhất là mình được hít thở không khí trong lành mà bị nhiễm vậy hả? Trời ơi, em biết cái vụ đó chèo. Bữa nào kêu hôm qua nhưng mà phải biết bơi mới được. Không biết bơi. À, ô, không nói nó nói gì chứ tôi cũng biết bơi. Chị không biết bơi nhưng mà có phao. Ôi, đeo vô. Ôi, vậy là đâu cần biết bơi đâu. Nhưng mà con cá thể rớt xuống ráng chịu. Tại vì cũng có thể rớt. Ai cứu vậy mình không? Không. Tự động bò vậy lên. Là anh Tấn anh biết bơi. Anh Tấn biết bơi. Ờ, vậy có gì anh cứu thì được. Để thì mình đi chung với một số người bạn thì họ cũng biết bơi. Cho nên mình đeo phao, còn người ta thì không cần đeo phao. Tại người ta biết bơi. Nhưng mà lỡ mình có rớt xuống thì mình không bơi giận. Nhưng mà tại vì mình nói đây là dù sao cái đó cũng là một cái nơi là gần như là giữa biển. Giữa biển nhưng mà nhà phía sau của người ta thì đương nhiên là nó sẽ nếu mà mình đi giữa dòng á thì mình bơi vô mình sợ mình không có phao sao chịu nổi, còn nếu mình có phao thì mình cứ trơn bồng bồng thì nhà có xung quanh thì cưới cứ... cưới cứu chứ không có người cưới tại vì tàu bè người ta đi xung quanh nó nhiều lắm. Đó thành ra mình đi mình cũng có thể có người cứu mình là ok. Sao? Vậy bữa nào kêu ông Quang dắt anh đi bơi áo quên rồi đi chèo được không chị? Không có biết bơi không? Không có biết bơi không? Không, không, không. Trời đất quỷ thần ơi, không có biết bơi mà chèo cái gì? Cũng ai bơi cũng mà đạt đòi đi chèo thì chèo sao hồ cái tay nè, cái tay nè. Oh. Chị đang chèo mà chị chụp hình luôn đó. Nè anh Tấn ngồi chèo nè. Ủa vậy là một người một cái ghe thôi hả? Một cái riêng chứ. Ủa chứ không phải mình đi chung ai hả? Không. Gì ghê vậy ông? Cái nè đây nè đây nè coi chị nè. Nè thấy không? Ồ. Sĩ. Thấy. Thấy không? Đó, chèo vậy đó. Ui em không dám rồi chị ơi. Vui lắm lúc đầu cũng sợ nhưng mà sau đó thì không sợ nữa. Tại vì mình quen rồi mình không sợ. À vậy hả? Đó mình tự mỗi người cái gì vậy. Mà mới đầu chị sợ hả? Thực sự ra thì cũng sợ là sợ nhưng mà tại vì mình cái thứ nhất là không phải là nói là biết không biết bơi tức là không biết bơi nhưng mà cũng xuống thì cũng không chìm tức là bơi được chút xíu mà mình có phao nữa tức là mình cũng biết là hiểu không bơi được chút đỉnh chứ không phải là nhưng mà bơi giỏi thì không nha. Đúng rồi bơi giỏi mà em biết đứng nước em biết đứng nước. Ôi vậy đứng nước thì ok em có phao thì em sợ gì em có rớt được. Đúng rồi nào rớt được trơn. Chứ hồi xưa ở Sài Gòn đó, mình là một cái người mà không có năng khiếu về thể thao. Ba mẹ chị cho chị học bơi nhiều kinh khủng luôn. Học bơi từ hồ ở ngay Sài Gòn lúc đó nè, hồi nhỏ nè. Sau này là IQ cũng học nè. Học mà rồi rốt cuộc trả hết cho thầy luôn, không biết bơi. Rớt xuống nước, bơi chó thì được. Rồi không em có gì, đâu có về lại được. Đâu về được. Vậy là số của ổng kỳ này phải ở với Mỹ rồi. Không có được về Việt Nam rồi. Thăm người yêu rồi. Y thiệt. Thôi ôi nhưng mà nói thiệt. Gặp ai, chắc ai gặp ai. Chắc chắc. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em lấy cái mic của em á, xong em ở dưới nó có cái nút á, em bật nó lên. Dạ, dạ. Bật nó lên, cái nút ở dưới này em bật nó lên. Rồi off phone luôn cho chị. Yeah, off phone. Off phone. Em không xách cái silo đâu cho chị. Alo. Ủa rồi được rồi đó. Alo 1, 2, 3, 4. Rồi, chúc mừng chương nha. Và hôm nay trong chương trình một người mang đến không khí vui tươi bên cạnh đó cũng là một cái người mà khá có nhiều chuyện bên lề đối với riêng cá nhân cô và cũng là một cái người mà mang đến cho chúng ta một màu sắc rất là rực rỡ trong ngày hôm nay. Không những cả bộ áo cô mặc mà cả cái tên của cô nữa thưa quý vị đó là ca sĩ Cam Hơ. Hôm nay cô đi được đón chào em Cam Hơ. Em Cam Hơ xin được chào giám mặt và chào tất cả quý vị đang xem đài. Cô chỉ có những cái bài hát và đặc biệt là những cái vở kịch ngắn được phát trên cái website YouTube của Cam Hơ. Giờ thì trước khi chấm dứt chương trình để mời các quý vị khán giả cùng nghe một bài hát của Cam Hơ
thì chắc là Giang Hồng xin cảm ơn em rất là nhiều đã dành thời gian ở đây với khán giả của SBTN và mời em có lời chào và đặc biệt giới thiệu luôn bài hát này đến với khán giả nha. À, cảm ơn chị Đăng Giang Ngọc đã tạo điều kiện cho em đến đây để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả xem đài, và em cũng xin được chúc cho tất cả mọi người vượt qua những cái khó khăn hiện tại và mong là mọi người sẽ được bình an và vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng lạc quan yêu đời hơn, mặc dù cái này nó cái mùa này nó hơi khó khăn nhưng mà mình cứ vui lạc quan vui vẻ thì cuộc sống mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Dạ vâng, và thưa quý vị, giờ thì Giang Hồng xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình và chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, và chúc tất cả quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của Cam Thơ để chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Ok. Mãi gì? Em gửi cho chị hai bài mà. Gửi ba bài. Ba bài. Nhớ cái bài cuối. Bài cuối em nói với chị là phát cái bài này nghe. Nhớ. Đây nè. Đây nè, chị anh em có gửi qua trả lại em. Bữa trong gặp viên bà chị nè, bôi hay sắp khai giờ trước khi gì à? Ừ, rồi bôi nè. Bây giờ về nè, về hả? Về về chúng về. Bái gì ngọc? Bái gì? Bái gì thú? Dạ. Ủa, xe đâu? Xe đâu? Xe đâu? Quẹo phải. Xe đâu? Đó, đó. À, xe đây. Cảm ơn bà Linh nha. Nhờ có bà Linh mới có cái video này coi. Chứ nếu mà thật sự Tám đi một mình Tám không có quay được. Tám không thể nào Tám quay được hết trơn á. Bình thường Tám vô đây Tám quay cũng mấy biết bao nhiêu lần mà có bao giờ Tám quay được đâu. Không quay được các bạn. Cho nên là cảm ơn Mỹ Linh. Vậy. Kỳ này không có kêu lên Trần nữa mà kêu mở lên được rồi. Rồi bye bye nha. Linh bye bye luôn đi. Bye các bạn. Rồi bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.